Cách đây hơn 20 năm, trong một lần sinh nhật, anh Huỳnh Ngô Phú Đức được người thân tặng cuốn truyện tranh về đảo hải tặc, nay được biết đến là One Piece. Từ đó, anh Đức đã bị cuốn hút bởi bộ truyện này và bắt đầu sưu tầm hơn 200 bộ truyện tranh. Đến năm 2010, anh Đức đã nâng cấp lên thành bộ sưu tầm mô hình các nhân vật trong bộ truyện One Piece. Hiện tại, anh sở hữu hơn 350 mô hình với số tiền đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Và khi cầm cái mẫu mô hình đó lên á, thì tôi thật sự rất là bất ngờ về những đường nét, sơn phết, chi tiết, màu sắc hoàn toàn rất là đẹp. Cảm giác như là cái nhân vật từ trong cái bộ truyện bước ra ngoài vậy đó. Và cũng thật là may mắn là khi cái nhân vật mà tôi cầm á, thì nó lại đúng là cái nhân vật mà ngày xưa tôi đọc trong cái bộ truyện Đảo Hải Tặc, ngày nay được mọi người biết đến là One Piece. Và tổng cộng cái số lượng hiện tại mà tôi có là khoảng hơn 350 nhân vật. Và tất cả bộ sưu tập của tôi thì tôi đều muốn trưng bày ở tại phòng khách. Nó giống như là một cái lời chào đến những cái vị khách quý, những người mà tôi yêu mến đến cái căn nhà của tôi vậy đó. Để sở hữu bộ sưu tập mô hình truyện One Piece khủng như bây giờ, anh Đức phải trải qua nhiều khó khăn như săn lùng tìm kiếm để mua các mẫu nhân vật hot mới ra với phiên bản giới hạn. Nhiều mẫu nhân vật hiếm bị đẩy giá lên cao, đòi hỏi anh phải cân nhắc tính toán tiết kiệm rất lâu mới mua được những mẫu nhân vật đó. Để chia sẻ về nhân vật mà tôi thích nhất thì có lẽ là nhân vật Chimbei trong cái băng nhóm hải tặc Mũ Rơm. Thì nhân vật này khi mà mới phát hành thì giá của nó tầm khoảng là 5 cho đến 6 triệu mà thôi. Nhưng mà theo thời gian thì giá trên thị trường của nó lên đến 15 và 16 triệu. Và tôi đã phải cân nhắc rất là nhiều, bởi vì ngoài cái việc là tôi mua thêm những cái nhân vật khác thì tôi còn phải nghĩ đến cái việc là bổ sung thêm cái nhân vật này về trong băng nhóm. Chính vì vậy là cái vấn đề mà cân đo đong đếm về chi phí, giá cả và cái việc mà rước em này về đối với tôi là một điều rất là tuyệt vời. Với anh Đức, One Piece luôn là bộ truyện anh yêu thích và mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi nhân vật trong truyện đều có những sắc thái riêng, từ cậu bé Luffy với khao khát mãnh liệt trở thành vua hải tặc, đến những người đồng đội dũng cảm đồng hành cùng cậu. Mỗi người đều mang trong mình một ước mơ, một hoài bão riêng. Trên hết, tác giả Oda đã tạo ra một thế giới tuyệt vời, mang đến một chuyến hành trình đầy cảm xúc cho mọi độc giả. Hiện tại thì tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục sưu tầm, gần như là đã đông đủ. Nhưng mà cứ mỗi năm như vậy thì tác giả lại tiếp tục cho ra những cái mẫu truyện mới, những cái cốt truyện mới. Và khi đó thì vẫn tiếp tục ra thêm những nhân vật mới. Chính vì vậy cái việc mà sưu tầm để làm cho cái bộ One Piece của mình nó phong phú hơn luôn luôn là bất tận. Ngoài bộ sưu tập mô hình One Piece khủng ra, anh Đức còn lưu giữ cho mình một kho truyện tranh hơn 200 bộ truyện tranh với khoảng 4.000 cuốn khác nhau. Đó là các bộ truyện tranh như Doraemon, Naruto, Bảy Viên Ngọc Rồng, Bleach, hoặc là những bộ truyện nổi gần đây như là Chú Thuật Hồi Chiến, Thanh Gươm Diệt Quỷ. Anh Huỳnh Ngô Phú Đức hiện đang là quản lý của Vietnam Figure Group, một cộng đồng dành cho những người yêu thích mô hình. Nhóm thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, triển lãm và sự kiện tặng mô hình, tạo cơ hội cho mọi người cùng chia sẻ đam mê của mình.